Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tỵ Hưu cho tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, mạng Thành Đầu Thổ. Thứ nhất, truyền thuyết về Tỵ Hưu. Tỵ Hưu là một trong những linh vật linh thiêng trong truyền thuyết và cho đến nay vẫn được dân gian kính trọng, thờ phụng. Theo truyền thuyết kể lại thì loài rồng sinh ra 9 đứa con và Tỵ Hưu là đứa con thứ 9, sở hữu thân hình với bề ngoài đẹp nhất. Ở Tỵ Hưu luôn toát lên vẻ đẹp tuyệt vời mà trong 9 đứa con của rồng không con nào có được. Vẻ đẹp đó của Tỵ Hưu là sở hữu tất cả những thứ đẹp nhất của các loài vật khác. Đầu như kỳ lân, có sừng trên đầu, thân to như thân gấu, mông to, đuôi dài, trên lưng có cánh. Nhưng trên đời này vốn đâu có sự hoàn hảo, khi sinh ra Tỵ Hưu đã mang trong mình dị tật là không có hậu môn. Chính vì lẽ đó, dân gian quan niệm rằng khi sở hữu một Tỵ Hưu bên mình thì người sở hữu sẽ sớm trở nên giàu có, bởi của cải chỉ có vào mà không có ra. Thoạt nhìn, Tỵ Hưu trông rất hung hãn, dữ tợn nhưng lại toát lên thần khí oai nghiêm, kiêu hãnh, tự tin và đầy sức mạnh. Ngoài điểm độc đáo về hình dáng, Tỵ Hưu còn có một đặc điểm đầy thú vị, đó là thức ăn của Tỵ Hưu chủ yếu là vàng bạc, châu báu và tinh huyết của các loài ma quỷ. Chính điều này đã làm cho bản thân Tỵ Hưu thêm nhiều ý nghĩa. Thứ hai, Tỵ Hưu cho tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Theo phong thủy, mỗi mệnh hợp với các màu sắc khác nhau. Đây cũng là lý do vì sao mà khi chọn Tỵ Hưu, người ta lại quan tâm đến màu sắc. Nếu chọn màu không hợp với bản mệnh, không những không có tác dụng tốt mà còn phản tác dụng, không tốt đến người chủ. Người tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, có ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng các mẫu Tỵ Hưu đá phong thủy có màu đỏ, tím, hồng thuộc mệnh hỏa để được năng lượng tương sinh, hoặc các màu vàng, nâu đất là các màu thuộc mệnh thổ sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình, từ đó lôi kéo cát khí mang lại may mắn như Tỵ Hưu đá Thạch Anh tóc vàng. Thạch Anh tóc vàng tượng trưng cho trí tuệ, sự thông thái và anh minh, là loại đá phong thủy tốt nhất, có tác dụng phong thủy mạnh nhất. Với màu vàng đặc trưng, chúng biểu tượng cho màu của nắng, màu của ánh mặt trời ấm áp, có ý nghĩa là mang lại hạnh phúc, thịnh vượng, sức khỏe tràn trề. Đeo Tỵ Hưu đá Thạch Anh tóc vàng bên mình có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, giúp cơ thể hồi phục sau trị xạ, có tác dụng tốt trong điều trị về đường hô hấp. Khi đeo Tỵ Hưu làm từ loại đá này bên mình có khả năng làm tăng trí tiến thủ, tăng dũng khí để đối diện với thử thách. Đặc biệt, khi đeo Tỵ Hưu từ đá Thạch Anh tóc vàng thì sự nghiệp của chủ nhân luôn được thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt và thịnh vượng. Tỵ Hưu đá Thạch Anh mắt hổ vàng nâu. Đá Thạch Anh mắt hổ vàng nâu, viên đá tượng trưng cho sự may mắn và giàu có, mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, đem lại tài lộc vững mạnh, tốt cho sức khỏe của người đeo. Về mặt phong thủy, khi đeo Tỵ Hưu từ đá Thạch Anh mắt hổ vàng nâu sẽ giúp tăng sự tự tin hơn cho người đeo, thêm dũng khí, tăng cường ý chí, quyết đoán hơn, vượt qua mọi khó khăn trong công việc, đem đến sự thành công. Nhiều người tin rằng khi đeo Tỵ Hưu làm từ đá Thạch Anh mắt hổ vàng nâu thường xuyên sẽ giúp kích thích lòng tin, mở rộng nhiều mối quan hệ, tạo ra nhiều cơ hội, mang lại cho bạn may mắn và thịnh vượng trong cuộc sống. Tỵ Hưu đá Agat đỏ. Tên gọi Agat bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ, có nghĩa là hạnh phúc. Từ ngàn năm trước, loại đá này đã nổi tiếng trong phong thủy để làm bùa hộ mệnh, mang lại may mắn, bình an cho con người. Đá Agat đỏ có thể chữa được nhiều bệnh liên quan tới vùng họng, giúp giải độc, trung hòa nồng độ axit ở dạ dày. Là viên đá hấp thu rất nhiều nguyên khí trong tự nhiên nên có khả năng chống lại nhiều tia năng lượng có hại, âm khí và ma quỷ, bảo vệ chủ nhân khỏi những tác động xấu từ bên ngoài.
Tỳ hưu đá aga đỏ là trang sức biểu tượng cho sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ, mang lại phú quý cho người đeo. Tỳ hưu đá thạch anh hồng. Theo các chuyên gia phong thủy, đá thạch anh hồng tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, không chỉ giúp đem lại may mắn về tình duyên cho các cặp đôi mà còn có tác dụng tốt trong việc duy trì mối quan hệ hòa thuận, hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Về sức khỏe, thạch anh hồng có tác dụng rất tốt cho hệ thần kinh và tim mạch, giúp loại trừ mệt nhọc ra khỏi cơ thể, giảm áp lực, căng thẳng, tăng cường sức khỏe cho người đeo. Khi đeo tỳ hưu đá thạch anh hồng có khả năng tăng cường sự tự tin, khả năng sáng tạo cho con người, có ý nghĩa đặc biệt với các nhà kinh doanh, làm ăn, giúp việc buôn bán có duyên, giảm tính đa nghi của khách hàng, từ đó thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Thứ ba, ý nghĩa tỳ hưu trong phong thủy. Trải qua hàng nghìn năm, tỳ hưu được các nhà nghiên cứu về phong thủy coi là linh vật số 1 trong phong thủy. Linh vật này từng là bảo bối của một triều đại phong kiến, gắn liền với rất nhiều truyền thuyết và dấu vết lịch sử. Các bậc thầy về phong thủy cho rằng tỳ hưu là linh vật mang đến tài lộc, thịnh vượng, bởi vậy mà viên tham quan hòa thân thời nhà Thanh mặc dù được vua hết sức ân sủng nhưng với lòng tham và nhờ thỉnh tỳ hưu giấu kín trong nhà mà khối tài sản của ông sau này lớn gấp 10 lần nhà vua. Như vậy, ta có thể thấy tỳ hưu thực sự có sức mạnh và ý nghĩa to lớn trong phong thủy. Thứ nhất, tỳ hưu có tác dụng chiêu tài lộc, mang lại nhiều điều tốt lành. Theo quan niệm của các nhà quyền quý thời xưa và trong phong thủy thì tỳ hưu chuyên ăn vàng bạc nhưng lại không có hậu môn nên chỉ ăn vào mà không thất thoát đi. Vì thế, trong phong thủy, các nhà quyền quý thời xưa trưng tỳ hưu để cầu tài lộc với hy vọng sự giàu có, sung túc trong công việc, kinh doanh cũng như thăng quan tiến chức để bổng lộc ngày một nhiều thêm. Thứ hai, tỳ hưu có tác dụng hộ mệnh, xua đuổi tà ma, tà khí. Do đặc điểm bên ngoài của tỳ hưu nhìn rất hung hãn, dữ tợn, đồng thời lại thích hút tinh huyết của các loài ma quỷ và trừ chúng, vì thế mà ma quỷ rất sợ tỳ hưu, nên trong phong thủy, người ta quan niệm nếu đặt tỳ hưu ở trong nhà thì có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, nên đặt ở các hướng tốt như hướng sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng sinh khí, thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh của các thành viên trong gia đình chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí và bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Thứ ba, tỳ hưu còn có tác dụng hóa giải ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát là một sát tinh trong phong thủy, khi nó vào nhà thì có tác dụng của nó thật vô cùng đáng sợ, mang đến những điều bất lợi cho những thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. Thứ tư, một số lưu ý khi sử dụng tỳ hưu. Để linh thú có thể phát huy hết tác dụng, khi dùng tỳ hưu cần tuân thủ một số nguyên tắc nhất định như: trước tiên, bạn cần phải đảm bảo rằng đã chọn được cho mình mẫu tỳ hưu được chế tác từ 100% đá tự nhiên. Vì các loại đá tự nhiên trải qua hàng triệu năm tồn tại mới hấp thụ được tinh khí đất trời, mang năng lượng phong thủy cao. Thứ hai, sau khi thỉnh tỳ hưu về, cần phải khai quang điểm nhãn tỳ hưu thì mới giúp tỳ hưu phát huy được hết năng lượng của mình. Tránh việc sờ, chạm hoặc để người khác sờ, chạm vào các bộ phận tài lộc của tỳ hưu như mắt, mũi, răng, miệng, sừng tỳ hưu. Điều này làm tổn hại đến tỳ hưu vì chúng được ví như linh vật có hồn. Không mang theo tỳ hưu khi quan hệ vợ chồng, khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, điều này không tốt với tỳ hưu cũng như các chất hóa học trong dầu tắm, xà phòng cũng ảnh hưởng đến bề mặt vật liệu làm tỳ hưu. Không dùng tỳ hưu làm trang sức cổ chân, khi đi ngủ thì không nên đặt tỳ hưu ở vị trí đầu giường. Nếu đang đeo trang sức tỳ hưu bên mình, tránh không đem cho, tặng hay bán chúng cho người khác. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đem tặng hay bán đi sự may mắn, tài lộc của bản thân vào tay người khác.
cũng như một số linh thú khác. Sử dụng tỳ hưu mang lại rất nhiều lợi ích về phong thủy, nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Do đó, các bạn nên tìm mua các mẫu tỳ hưu ở những địa chỉ uy tín, không nên sử dụng tỳ hưu làm từ đá bột, trông sẽ bắt mắt, giá thành rẻ nhưng lại không có giá trị nhiều về mặt phong thủy, cũng như các sản phẩm tỳ hưu đã qua quá trình chế tạo, nấu đúc, vì như thế được xem là vật nhân tạo, không tích tụ được khinh khí của đất trời, sẽ không đem lại tác dụng như mong muốn. Hiện tại, hệ thống cửa hàng đá quý bên mình có cung cấp các loại trang sức tỳ hưu được chế tác từ 100% đá tự nhiên, có chất lượng tốt. Các bạn hãy liên hệ số điện thoại 0911998682 hoặc 0986707892 để được tư vấn miễn phí. Đặc biệt, khi mua các vật phẩm bên mình thì các bạn sẽ được miễn phí làm lễ trì chú, khai quang vật phẩm. Thứ hai, các bạn được miễn phí giao hàng tận nhà. Thứ ba, về chế độ bảo hành sản phẩm lên đến 1 năm đổi trả nếu phát hiện lỗi về chất lượng sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.